Sáng mai ta sẽ về kinh. Lớp học ở làng này ta giao lại cho thầy Đồ Tính, một thầy đồ giỏi của làng này, nên ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm ra đi. Con sắp lại kinh ứng thí, cũng vừa hay thầy về kinh thành nhậm chức. May ra thầy trò mình lại có dịp tái ngộ ở kinh thành. Nhất định phải gặp. Tại sao lại mai ra? Ta sẽ cho con biết chỗ của ta. Về kinh cứ đến nhà ta mà ở tạm. Dạ, con đội ơn thầy. Con chỉ sợ là thầy mới đổi về, nhiều chuyện đại sự phải lo. Con chỉ sợ là con làm phiền thầy thôi. Lo gì thì lo, cũng phải có thời gian uống với nhau một chén rượu chứ. Con cứ đến đi, đừng có ngại cái gì hết. À, mà giả sử ta có bận thì con cũng phải ở nhà ta. Ta sẽ bảo gia nhân lo cho con chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Lộ phí của con đủ chưa? Có cần ta giúp gì không? Dạ, con có đủ hết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thiếu thì cứ nói, không cần phải ngại gì hết. Coi như là ta cho con mượn, khi nào con có, trả lại cho ta sao? Con cảm ơn thầy. Nhưng mà tiền học của con còn chưa trả hết. Con tới học, thầy còn để ăn để ở nữa. Có cái gì đâu mà kể. Sau này công thành danh toại, con muốn trả cho ta bao nhiêu, ta cũng lấy hết, chịu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà kỳ này con có đủ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể danh đề bản đổ, để không phụ lại tấm lòng của thầy đã dành cho con. Thôi, nếu mà con có rồi thì cũng cầm thêm chút đi, để mà phòng thân, cầm đi. Dạ thưa thầy, con có đủ hết rồi. Đây là tấm lòng của thầy mà, cầm đi con. Con có đủ hết rồi thầy. Ngày mai thầy đi thượng lộ bình an nha. Con xin chào thầy. Lớp người hiền đức hay lắm, nhưng tội ác của ngươi với ta trời không dung đất không tha. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, ta mới hả dạ. Sao mình đi lâu quá vậy? Rồi có vay được ít bạc nào không? Chẳng mối đâu ra tiền hết. Tôi tới ghé chào thầy Đặng. Ngày mai thầy về kinh nhậm chức rồi. Vậy sao mình không hỏi vay thầy một ít? Thầy có nói cần thì lấy, nhưng mà mình nghĩ coi, tôi mặt mũi nào? Đã thầy mến tài mình, mấy tháng cuối còn chưa lấy tiền học, bây giờ làm sao mở miệng mượn thêm? Mình cứ sĩ diện như vậy hoài á, thì lấy đâu ra tiền để mà lai kinh? Lên đó bao nhiêu ngày ăn ở chứ có ích gì đâu. Thì để từ từ tôi tính đi, mình đừng có làm tôi rối quá. Cho hỏi thăm, đây có phải là nhà thầy Cử Hiền không ạ? Phải rồi, là tôi. Chào anh chị. Nhà tôi ở gần đây nè. Tôi có nghe dân làng nói là anh sắp lên kinh để thi hội, mà tôi cũng sắp lên trên đó để thi. Cho nên hôm nay tôi qua đây để rủ anh đi cùng. Với lại anh cũng biết đó, gần đây cướp bóc ở khắp nơi, tôi sợ đi một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi mới rủ anh đi cùng cho có bạn có bè. Mà chừng nào anh mới đi? Nói thật ra là chồng tôi cũng định lên trển sớm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ tiền bạc trong nhà cạn ráo hết trơn, tôi cũng chưa có chạy dây mượn được ở đâu hết á. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì, chứ cái chuyện đó thì đừng có lo, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Đó là phí tổn, để tôi trả tiền cho anh chị, để anh đi cùng tôi cho tôi yên tâm hơn. Nếu vậy á thì mình chuẩn bị ngày mai đi sớm luôn. Thôi, tôi xin phép anh chị, tôi về để tôi chuẩn bị. Dạ. Xin mời quan khách, xin mời.
Đây. Đó, hai vị coi coi, cái chỗ tốt như vậy với cái giá đó là không hề mắc. Thế tôi thách luôn, tôi thách hai vị đi hết cái vùng này tìm được chỗ trọ nào tốt như vậy. Không có, chỗ tôi là tốt nhất rồi. Dạ cảm ơn ông chủ. Vấn đề không phải là rẻ hay mắc, mà là tụi tôi hơi eo hẹp một chút. Huynh à, chắc là mình đi kiếm chỗ nào khác rẻ hơn huynh nha. Cử Hiền à, tôi đã nói rồi, mình cứ ở đây đi, chuyện tiền bạc á cứ để cho tôi lo. Nhưng mà nhưng nhị cái gì, người ta nói như vậy thì vô ở đi, để tôi kêu sắp nhỏ lo cơm nước nha. Không nghe bạn mình nói sao? Tiền bạc là không có lo, với lại một phần á tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mấy sĩ tử lên kinh thành ứng thí lắm, eo hẹp lắm nha. Bây giờ cứ vô trọng nghỉ ngơi nha. Vô. Sao ông chủ, chuyện mà cơm nước á cứ để cho tôi lo cho bạn của tôi. Cái gì, bạn hả? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng ông là gia nhân không à. Tai sách nách mang nè, chọn luôn chỗ tốt, còn bây giờ á còn lo cơm nước nữa ha. Ê anh bạn, anh như vậy á là tìm được một người bạn rất là quý, gọi là bạn vàng đó nha. Tính qua tính lại có phước dữ lắm à. Thôi được rồi, ông cứ đi lo chuyện của ông đi, để chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy thôi, hai người ngủ ngon ha. Thôi mình vô đi. Đi nha, ngủ ngon ha. Vô đi. Anh cứ để đó cho tôi, anh mang hành lý cả ngày nay rồi chắc mệt lắm, anh cứ nghỉ ngơi. Không sao, tôi cũng quen rồi, anh cứ việc ngã lưng một chút đi, sẽ có cơm nóng ăn liền. Anh làm tôi ngại quá, mình là bạn đường chứ đâu phải là chủ tớ đâu. Hơn nữa anh đã trả tiền phòng trọ rồi còn gì. Không sao, thì cứ coi như là đây là tiền trả công vì anh đã cho tôi đi cùng. Anh ăn đi cho nóng. Anh ăn cùng với tôi chứ. Tôi chưa đói lắm, một lát nữa tôi sẽ ăn. Anh ăn đi rồi có gì ngủ cho thoải mái, tôi ra ngoài một chút. Một lát nữa anh về ngủ chứ, còn dư chỗ mà. Tính tôi khó ngủ cho nên tôi lấy phòng bên cạnh để ngủ. Anh ngủ đi ha. Anh làm chi cho tốn kém dữ vậy. Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi. Anh ăn đi rồi ngủ sớm. Chào anh. Anh à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Từ lúc đi lên kinh tới giờ, anh lo từng ly từng tí chỗ ăn chỗ ở cho tôi. Tôi không biết phải cảm tạ như thế nào. Nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc. Thắc mắc gì anh cứ nói đi. Anh lo cho tôi nhưng không bao giờ anh bận tâm tới mình. Anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Sáng nay tôi có hỏi chủ nhà trọ, ông ta nói là đêm qua anh không có ngủ phòng kế bên. Anh đã hỏi như vậy á thì tôi cũng không giấu anh nữa. Thật ra tôi không phải con người. Vậy anh là gì? Tôi là một con ma. Cái gì? Anh là ma? Anh không tin đúng không? Anh hãy xem đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh đâu rồi? Tôi ở đây, anh đã tin tôi chưa? Anh đã tin tôi chưa? Thật ra tôi là một con ma chết oan. Tôi đi theo anh, giúp đỡ anh là tôi mong muốn anh giúp tôi báo thù. Báo thù? Là thù quá. Một con người lật lọng, vì hắn mà tôi phải chết. Được, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta tên là gì? Án Sát Đằng. Cái gì?
án sát đoạn. Đúng vậy, là thầy của tôi mà. Phải, hắn ta là thầy dạy học của anh. Nay hắn đã trở thành quan án sát, tôi muốn báo thù hắn ta. Thầy tôi, thầy tôi làm gì mà khi anh chết rồi anh còn bám theo để trả thù hả? Làm gì hả? Ngày xưa tôi là một tên cướp, tôi chỉ cướp của người giàu đưa cho người nghèo. Tôi nói với ông rồi, tranh thủ về sớm đi, cứ chán tạc chán thù với mấy ổng hoài hả? Để bây giờ tối thui rồi mới chịu về. Thôi, dạo này á cướp hoành hành dữ lắm, nhất là đoạn đường này nè, không biết không? Cướp á mà gặp tôi hả, tôi cho nó biết tay, biết thế nào là lễ độ, hiểu không? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi à, đi lẹ đi. Cướp mình ơi, có bao nhiêu tiền vàng thì đưa ra đây hết, nhanh lên, nhanh lên. Tao không muốn lấy mạng của hai vợ chồng mày. Ông tha tôi đi, vợ chồng tôi nghèo lắm ông ơi. Nghèo hả? Dạ. Vợ chồng nhà ngươi giàu nức tiếng ở vùng này, ai mà không biết. Tôi còn nghe nói ông vừa mới làm ăn với bá hộ làng bên, nghe nói là chúng lớn lắm mà. Đưa đi. Ông đưa đi ông ơi. Tôi không có mà anh. Tôi đưa mà. Mình ơi, mình ơi, đưa cho hắn đi mình ơi. Đưa ra đây. Đưa đi mình. Thôi, để tôi đưa. Đưa cho người ta đi. Ta đã nói rồi, ta không muốn giết người, nghe rõ chưa? Mình ơi, mình đừng mà mất. Muốn chết hả? Ông ơi, tha cho chồng tôi đi ông ơi. Đừng có giết chồng tôi ông ơi. Ta đã nói rồi, ta không muốn lấy cái mặt chó của ngươi. Ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sau đó tôi bị lính bắt vào tù. Dạ, ăn đi. Anh lính. Ừ? Có cách nào cho tôi gặp quan án được không? Chết tới nơi rồi, nói cái gì nữa mà nói. Không, anh đang giúp giùm tôi chuyển lời tới quan án. Nhà tôi còn rất là nhiều vàng bạc, nếu tôi ra khỏi đây tôi sẽ hậu tạ rất nhiều bạc. Dạ, đây là 20 lượng, quan đếm lại giùm con. Dạ, còn đây là đơn xin ân xá của nó, mời quan xem qua. Được rồi, cứ nói với hắn là chờ ta. Dạ. Giờ không lẽ mình phải chia số bạc này cho thằng khác sao? Án thằng này trước sau gì cũng bị chém, chi bằng ta coi như là không có chuyện này là xong. Anh lính, hôm nay tôi được thả phải không? Ra pháp trường mà mơ nghe con. Như vậy là sao? Tại sao lại ra pháp trường? Vậy chứ đưa ngươi đi đâu? Đi không mát hả? Không được, không thể như vậy được. Có nhầm lẫn gì không?
quan án về kinh làm lan trung bộ rồi, ai rảnh mà gặp mày. Không phải, quan án đã nhận tiền của tôi rồi mà, quan còn hứa là sẽ bẩm lên quan đầu tỉnh nữa mà. Đơn xin ân xá của người quan trên bắt bỏ rồi, tôi không biết sao. Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Cho tôi gặp quan án, cho tôi gặp quan án, cho tôi gặp quan án, cho tôi gặp quan án. Dù ngươi có đưa cho quan án 1.000 lượng thì ngươi vẫn bị xử tử mà thôi. Quan án thì ra là ngươi. Cho dù ta có trở thành ma, ta cũng sẽ quay về đây để báo thù. Quan án! Không ngờ là có chuyện như vậy. Mỗi người đều có một điểm yếu, nhưng mà lúc thầy dạy ta, ông ta thực sự là một ông thầy rất tốt. Ta đã chịu ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, ân đền quán trả. Chuyện của hai ta hoàn toàn khác nhau. Còn anh chỉ việc chỉ nhà của anh ta cho tôi là đủ. Anh giúp tôi nhiều, nhưng mà thầy là người ơn của tôi, là thầy đã dạy học cho tôi. Anh bỏ qua cho thầy có được không? Được. Nếu hắn ta trả lại mạng sống cho tôi, bây giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn cũng không được, hắn là ma mà, sao trốn nổi đây? Mà không lẽ dẫn hắn về nhà hại thầy của mình? Phải chi hồi xưa thầy đừng nên gây quả lớn. Cử Hiền, đã tới kinh thành rồi, ngươi chỉ cần chỉ nhà của hắn cho ta, ta sẽ không bắt ngươi vào cùng, để ngươi không phải mang tiếng là kẻ hại thầy đâu. Không sao đâu, nếu đã là nghiệp duyên thì không tránh được. Anh cứ về cùng với tôi, tôi sẽ nói với thầy anh là bạn cùng như thế. Không cản được, nhưng mình cũng phải nghĩ cách gì đó để hóa giải chuyện này. Nhưng mà cách gì đây? Anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Tôi tá túc nhà thầy để đi thi. Nếu trước khi thi mà nhà thầy có chuyện thì tôi sẽ điên mất. Tôi không có tâm trí gì mà thi cử được nữa. Chính vì vậy, để khi thi hội xong anh hãy ra tay, được không? Được. Tốt quá, thầy tưởng con ngại con không đến. Còn đây là... Dạ thưa thầy, đây cũng là huynh đệ sĩ tử cùng trên đường với con. Trên đường đi thi hai người gặp nhau kết thành huynh đệ. Mong thầy cho tá túc. Còn phải hỏi, dĩ nhiên là phải được rồi. Được rồi. Nhân à, Nhân. Dạ. Ra đây con, lại đi con. Dạ cha. Chào anh Hiền với anh đi con. Chào anh Hiền, chào anh. Đây chính là thần đồng thư phú mới xuất hiện ở đất Kinh Kỳ đây sao? Chà, mới không gặp chưa được một tháng mà đã cao giọt lên rồi ha. Anh khen nó quá, làm em nó hư mất bây giờ. Dạ không quá chút nào đâu thầy. Trên đường tới đây con nghe xôn xao bàn tán về cậu bé làm thơ tiếng vua, cứ muốn khoe là con trai của thầy tôi đó. Thôi, chắc đường xa mang nặng mệt lắm rồi. Hai đứa vô nhà nghỉ đi. Dạ. Để con vô chuẩn bị nha. Ta đã biết cách làm sao để ngươi phải đau đớn. Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở chốn Kinh Kỳ này, thiệt là vui quá. Hôm nay phải uống cho say. Mới tới, khoan nghĩ đến chuyện ôn thi đã, mọi chuyện hãy để ngày mai. Hôm nay chúng ta phải uống cho thiết là say. Nào, chúng ta hãy cạn ly. Uống từ sớm đến giờ cũng gần cạn bầu rượu rồi, mà anh bạn đây không nói tiếng nào hết. Coi bộ anh bạn ít nói quá hả? Thầy Đặng, con có thể hỏi thầy một câu được không? Tưởng gì, 10 câu cũng được, cứ hỏi đi. Nếu như con thi đậu làm quan rồi được người ta đút lót để chạy án, thầy sẽ khuyên tụi con là nhận hay không nhận? Chuyện này
Thẳng lắm, thẳng thắn lắm. Tốt, tốt. Nếu thi đỗ làm quan, các con ít nhiều cũng phải đối mặt với chuyện này. Thầy không có câu trả lời chính xác. Tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết. Miễn sao lương tâm mình đừng có dây dứt là được rồi. Tùy hoàn cảnh. Có phải đối với những tử tù nhận là tốt nhất? Tại vì khi đã bị giết rồi thì sẽ không một ai phát hiện, có phải không thầy Đặng? Anh, thầy đã có bao giờ gặp chuyện như vậy chứ? Ta... Rồi lương tâm của thầy có bị cắn rứt không hả thầy Đặng? Ta... Anh say rồi. Thôi đường xa mệt mỏi lắm rồi, tụi con xin phép thầy, tụi con nghỉ ngơi. Đi. Con cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng có căng thẳng quá. Dạ. Thầy ơi, thầy hãy giữ gìn, cẩn thận. Lo cho con đi, ta ở nhà thôi, có gì mà phải cẩn thận giữ gìn. Ta thấy con có vẻ lo ra quá vậy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao anh bạn của con không đi chung với con mà lại đi trước? Dạ, anh cần phải mua thêm một ít đồ thầy à. Không sao đâu thầy. Chào thầy, con đi. Con đi đi, kẻo trễ. Dạ. Dạ, anh đi thi tốt nha. Con chào thầy. Ráng thi tốt nha con. Dạ, con đi. Nè, con phải cố gắng mà học hỏi ảnh. Giàu hay nghèo gì cũng phải có chí nha con. Dạ cha. Sao vậy Nhân? Nhân Nhân đâu? Nhân Nhân, Nhân Nhân đâu? Nhân Nhân, Nhân lên! Nhân, con tự biết sao vậy ông? Chắc là con mày đó. Kêu thầy thuốc mà. Dạ dạ. Nhân, Nhân, con sao vậy? Hả? Con giết người, con giết người. Nhân à, là cha này con. Tôi phải đền mẹ. Là cha này con. Đầu giết người, đầu giết người. Nhân à, Nhân. Đầu giết người. Giết người, ta giết người. Nhân, bình tĩnh đi cậu ơi, bình tĩnh đi cậu. Tôi muốn giết người, tôi muốn giết người. Cậu làm vậy cậu, cậu. Giết người, ta giết người. Kìa thầy thuốc liền cho ta. Dạ. Giết người, giết người. Còn nhiều trò lắm, thầy cứ chờ mà xem. Tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù, tôi muốn giết người. Tôi phải trả thù. Kể người ta đi con. Không phải nhìn kìa, không dễ sợ. Anh, tôi phải giết người. Anh công an đến giết người. Anh công an đến giết người kìa. Tôi muốn giết người. Thằng nhỏ đến giết người. Anh công an. Trời ơi, trời. Con, nó chạy được kia kìa. Nó chạy rồi. Dạ, nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, con tôi giết người rồi. Nhân ơi, Nhân, Nhân con ơi. Ngươi còn phải trải qua tình cảnh của ta nữa kìa. Thả tôi ra, thả tôi ra. Nhân ơi, con ơi là con. Trời ơi, thả tôi ra. Tại sao con tôi lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, thả ra. Con. Dạ bẩm ông, cơm cho công tử. Nó đang lên cơn điên loạn như thế này, làm sao mà nó ăn nổi chứ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Tình hình nhà bên đó làm sao rồi? Dạ bẩm, thằng bé tỉnh rồi, nhưng còn bà mẹ. Bà mẹ làm sao? Dạ bà mẹ mất rồi. Ông ơi, có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy? Người nhà của nạn nhân đem xé đến đội đền mạng. Giờ sao ông? Kêu người nhà vô gặp ta. Dạ, bẩm ông, lỡ người ta bắt công tử thì sao? Chuẩn bị xe,
thương lượng xong, ta sẽ tới nhà quan trấn này. Dạ. Ở nhà mày lo nói cho ta, nghe chưa? Dạ, dạ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt rồi ngươi. Giết ngươi. Không mà bắt nó lại. Dạ, bắt nó lại cho ta. Trời ơi, Nhân ơi. Giết con. Cháu tôi vừa mới tỉnh, nhưng còn mê man. Mẹ nó thì chết rồi, giờ nó mất mẹ, quan tính sao quan? Chuyện này xảy ra quá nhanh, ngoài ý muốn của ta. Nhà có người điên á thì bắt nhốt lại, để nó chạy ra đường rồi ngài nói là ngoài ý muốn. Con ta không có điên. Không điên á mà sao chạy ra đường đâm chém lộn xả? Ngài nói vậy á, tôi đi báo quan nha, để cho họ xét xử. Nè, khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ý ta không phải vậy. Ý của ta muốn nói là đó cũng chỉ là tai nạn của nhà ta thôi. Con của ta đang khỏe mạnh ngoan ngoãn, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi chạy ra đường. Hôm nay ta muốn gặp các người để mà thương lượng. Bao nhiêu phí tổn tan ma ta sẽ chịu hết. Hơn nữa, ta sẽ bù đắp cho gia quyến 1.000 lạng bạc. Còn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm lo cho cháu nhỏ đi ăn học cho tới 18 tuổi. À, các người thấy sao? Không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ, cô Linh tới bắt cậu đi. Đi. Dạ, đi mà. Thả ra, ta muốn giết người. Thả ra. Các người có lệnh chưa mà đòi bắt người hả? Không những có lệnh mà còn lệnh xử sớm nữa. Con trai của ngài giết người, đáng chứng chứ còn đó. Lệnh chúng tôi tới đây để bắt đi. Thả ta ra. Buông con ta ra. Thả ta ra. Các người không thấy nó điên điên dại dại, nó gây tội mà có biết gì đâu. Giết người. Buông nó ra. Dạ. Con sao? Ủa, con nó bị gì vậy? Có sao không con? Chắc bị điên rồi. Ủa cha, nó đâu có bị điên đâu. Sao đông người quá vậy? Sao mấy người này lại bắt con? Nhân, con hết bệnh rồi sao? Con đâu có bệnh gì đâu cha. Sao mấy người này lại? Con trai của ngài như vậy mà ngài nói không bị gì à? Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cha, xin lỗi ngài, mời ngài về phủ nói chuyện. Ngươi dám à? Cha, cứu con cha. Lên, bỏ con ta ra. Cha, thả nó ra. Ý ngài muốn sao? Con tôi là một thần đồng, bỗng nhiên bị phát bệnh, điều này ngài biết rõ mà. Giờ nó lúc tỉnh lúc mê, lại còn bị giam nữa. Làm cha, sao tôi chịu nổi chứ? Hôm nay tôi tới đây là để nhờ ông giúp cho thả thằng nhỏ ra. Vụ này án điểm, con trai quan lang Trung Bộ Hình gây án mạng, làm bất bình khắp thiên hạ. Trên chỉ xuống, phải xử nghiêm, khó lắm. Tôi trong hệ thống này, làm sao tôi không hiểu chuyện chứ? Dù có tiêu tan sản nghiệp, miễn sao có cách cứu được con tôi sẽ chồng đủ. Xin cảm ơn ngài đã thông cảm. Xin ngài lo giúp giùm con tôi. Khi nào thả được thằng nhỏ ra, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ngài. Nghe nói năm xưa, nhà ngươi cũng chuyên ăn chặn của bọn tử tù, lấy của đúc rồi giếm luôn, mặt chúng bị chém. Vậy bây giờ hà cớ gì ta phải cứu con ngươi? Không biết gió máy kiểu gì mà cậu có lúc tỉnh lúc điên, mà mỗi lần điên lên là quay qua chửi cha đồ quan tham ăn chặn. Thả ta ra. Thầy đâu? Dạ, ông chủ nói tôi chuẩn bị xe để qua nhà quan trấn rồi. Chắc là lại đi chạy cho công tử. Dạ con xin phép. Thả ta ra. Anh đâu rồi? Anh có đây không? Sao rồi? Làm bài được không? Anh phải làm tới mức như vậy sao? Ta sẽ giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Nhà hắn ta đã có ai chết đâu mà anh phải lo. Nhưng thằng bé nó có tội tình gì mà anh phải hại nó ra nông nỗi này chứ?
cha mẹ tôi, vợ con tôi cũng đau đớn như lão ta trong lúc chạy trọt cho tôi lúc tôi đang ở tù. Nhà tôi thì không có củ nổi củ chìm như lão ta, cho nên cả nhà của tôi đã khánh kiệt trong lúc chạy trọt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chết đó thôi. Đồ tham quá, đồ ăn chặn, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Nhưng bây giờ phải làm sao thì mới tha cho thầy tôi đây? Không làm sao hết. Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Nè, anh Bản, anh đâu rồi? Đang nói chuyện chưa xong mà. Anh Bản à? Con nè, con nói chuyện với ai vậy? Dạ không thầy. Thầy lo việc của em tới đâu rồi? Ngồi đi. Dạ. Thầy à, thầy lo chuyện của em Nhân tới đâu rồi thầy? Quan Trấn đã hứa chạy giùm rồi, cũng đỡ lo một mối. Giờ thầy phải kiếm thầy chữa cho nó. Thầy nói Quan Trấn hứa là hứa sao hả thầy? Thì án lệnh từ trên đưa xuống nhiều cấp nên phải trả từng cấp thôi. Ông đã lấy tiền của thầy rồi sao? Thì rồi chứ sao. Mà tại sao con lại hỏi vậy? Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Thầy à, con nghe là hắn sẽ giếm luôn số bạc đó rồi bỏ mặc cho em Nhân bị bắt đi. Ta đích thân tới nhà nói chuyện, hắn đã nhận lời rồi, chắc không nên hỏi đâu. Thầy à, chắc thầy còn nhớ chuyện năm xưa thầy nhận giúp một tử tù, đó là một tên cướp bị tuyên án tử. Sao con lại biết chuyện này? Nếu như theo đúng chuyện đó thì diễn tiến sự việc sẽ là như vậy. Ta muốn giết ngươi. Sao? Ta muốn giết ngươi. Sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là ta muốn giết ngươi. Con quen với người đó à? Dạ không, tạm thời bây giờ con chưa nói được. Nhưng nếu như mà thầy tin con xin thầy hãy tìm cách khác đi. Ta đã hiểu rồi. Dạ. Ta phải giết ngươi. Tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Anh đừng để tôi điên lên đó. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, người bị hại là thằng bé vô tội này. Anh nói lên kinh thi lạc quan để đòi công bằng cho dân lành. Rốt cuộc ngươi cũng như hắn, đứng về phía kẻ mạnh. Tất cả các người đều như nhau, một lũ quan lại sâu bọ bức hại dân đen. Đã vậy thì tôi cho anh hay, nếu anh mà làm tới, tôi sẽ không để anh nữa. Tôi sẽ cho anh đi đời theo hắn, một lũ tham quan ô lại. Cứ cho là khi trước anh là dân đen, bị ức hiếp, là kẻ yếu thế. Nhưng mà kẻ mạnh bây giờ là anh đó. Anh đứng trong bóng tối, dùng ma thuật hắc ám để hại người. Tôi sẽ cho anh thấy quan lại cũng có dám bẫy được, không phải ai cũng như anh nghĩ. Nếu vậy thì từ nay trở đi, tôi với anh sẽ là đối thủ. Anh có chuyện gì thì đừng trách tôi. Tuy là có người ta tham lam độc ác, nhưng mà họ cũng biết sợ ma quỷ thần thánh, biết quay đầu ăn năn và hối cải. Không tin, tôi sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ tội nghiệp này. Và tôi sẽ coi như đó là thử thách bản lĩnh quan trường của tôi. Còn nếu không, chẳng thà tôi đừng bao giờ thi đậu làm quan làm gì nữa. Rốt cuộc thì ngươi cũng giống như tên án sắc đẳng mà thôi. Cẩn thận nữa, coi chừng ta đó. Có chuyện gì mà ông ta quay lại? Dạ con không biết. Ra ngoài đi. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quay trở lại đây? Ta tới đây để nói cho người biết là ta đã biết ý định của ngươi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta biết. Bởi vì năm xưa ta cũng đã từng làm giống ngươi.
nhận bạc của tên tử tù rồi bỏ mặc cho hắn chết. Có lẽ bây giờ ta đang bị quả báo. Ý của ông là ta đã làm đúng như những gì ngươi đang làm, giếm tiền của tên tử tù rồi lơ đi. Kết quả là bây giờ con ta như bị ma ám, suốt ngày cứ chỉ mặt ta tố cáo chuyện xưa, mà chuyện này không ai biết hết, chỉ ngoài trừ ta thôi. Nếu biết sợ thần thánh hay dai thì đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ông tính đem chuyện ma quỷ ra để hù ta, tưởng ta sợ sao? Ta không có hù ngươi, ta chỉ kể chuyện cho ngươi nghe thôi. Cứ quan sát con ta rồi ngươi sẽ biết. Không lẽ chuyện nghiệp báo là có thật? Nếu vậy, ta chiếm mớ bạc này thì sau này con ta cũng... Ông này chức cao bổng hậu hơn mình mà còn bị làm ra như vậy, huống chi chức quan còn con như mình. Linh! Dạ. Dạ, quan kêu con. Ngươi cầm số bạc này trả cho quan án và lên quan phủ báo rằng con quan án bị tâm thần bất định, gây tai nạn chứ không cố ý giết người, rõ chưa? Dạ. Không lẽ tên Cửu Hiền nói đúng, con người vẫn có lòng chắc ẩn, vẫn biết sợ trời đất? Không, đó là do hắn ta sợ bị báo thù, chứ không phải hắn ta ăn năn. Ta phải tiếp tục báo thù. Ta phải tiếp tục báo thù. Em rồi, thả nó ra đi. Giết tôi. Dân ơi, cậu hay ra. Dạ. Cậu hết ra. Bỏ đi cậu. Cậu phải giết tôi. Dân ơi, trời ơi. Thôi cậu, giết con. Mình lại đi cậu. Con tôi. Dân ơi, anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi. Sao hả? Đã kiếm mọi cách để cứu chữa vẫn không được đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, lão già đó phải đau khổ tới chết. Làm sao để cho thằng nhỏ tỉnh lại? Anh nói đi. Tại sao tôi phải nói với anh? Thầy tôi từ trước rồi, anh còn muốn gì nữa? Quá trễ rồi. Tôi muốn lão ta phải nhìn thấy con lão ta chết. Anh đừng để tôi phải hại anh. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần tìm hiểu của ở mộ thôi thì vĩnh viễn cuộc đời này anh sẽ không đầu thai được. Anh nhắc tôi nữa hả? Anh nên nhớ, tôi là một con ma. Chỉ có một cách, muốn cứu thằng nhỏ, cha nó phải ra đầu thú. Nếu nói ra thì lão ta sẽ đi tù. Anh cá không? Tôi dám cá là ông thầy đạo đức giả của anh sẽ không dám làm điều đó. Anh nói cái gì? Ra đầu thú? Nhưng anh không được chỉ đường cho lão ta. Nếu anh chỉ ra một câu, anh sẽ chết ngay lập tức. Nói cho anh biết, anh đã thi đậu rồi, chết sớm quá sẽ không thể làm quan để ăn hối lộ đâu. Tiếc lắm đó. Làm con người thấy chết mà không cứu, thấy thầy tôi gặp nạn mà không thể nào đền ơn đáp nghĩa được thì có làm quan cũng hỏng thôi, và suốt cả cuộc đời này sống dằn vặt lương tâm mà thôi. Ngươi, con nói sao? Thầy phải ra đầu thú à? Người bạn hôm trước đi cùng với con chính là người đó.
Hèn gì. Đêm đó thầy hãy tha lỗi cho con không còn cách nào khác phải dẫn anh ta về nhà thầy. Nhưng nếu không cho thì anh ta cũng bám theo. Con nghĩ là thà mình chủ động còn hơn. Nhưng không ngờ thi cử cứ kéo dài ra khiến cho con trở tay không kịp. Đó là nghiệp chướng ta gieo, ta phải gặt. Con không phải tự trách mình. Thì ra âm hồn của người đó muốn ta ra độc thú. Còn về phần em nhân, ta chỉ cần y lấy xương cốt của người tử tù năm xưa đem đi cải táng và xây cất đàng hoàng thì em nhân sẽ khỏi bệnh. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ từ quan lui về ở ẩn, ăn năn hối lỗi. Năm xưa tôi có lỗi với anh, nay tôi xin tạ tội, xin anh hãy tha cho con tôi. Tôi hứa. Có sao không? Nàng đừng lo, ta làm sao lỡ lối hơn được nữa. Chàng đừng có nói như vậy. Để em lấy chân khác cho chàng. Hay là em cho chàng uống, không có lây đâu mà. Không cần đâu, trong nhà một người cô là đủ rồi. Nàng đừng thuốc thang nữa, không khỏi được đâu. Em xin chàng đó, còn nước còn tát. Chàng chịu khó nghe em uống thuốc vô, biết đâu. Biết đâu à? Nàng thử chịu khó 5 năm trời coi sao. Bao nhiêu thứ thuốc thang rồi, có đỡ chút nào hay không? Hay là càng ngày càng nặng thêm? Nàng dẹp đi. Chàng không vì thế mà cố lên được sao? Lỡ trời thương, biết đâu chàng khỏi bệnh, rồi vợ chồng mình lại vui vẻ như xưa, rồi còn con cái. Nàng im đi. Nàng thứ lỗi cho ta, nàng đi đi. Nàng hãy về với mẹ nàng mà kiếm một tấm chồng cho ra chồng. Không đâu, không bao giờ. Cho dù dạng ra sao thì em chỉ biết kiếp này chàng là chồng của em. Nàng còn trẻ đẹp, không lẽ nàng muốn hầu hạ một người cùi tới chết hay sao? Nàng hãy đi đi, ta giải thoát cho nàng đó. Thiếp không đi đâu hết đó. Thiếp xin chàng, chàng hãy uống thuốc vô nha. Thiếp năn nỉ chàng đó nha. Thôi được rồi, ta sẽ uống hết được này. Nhưng nếu không đỡ, nàng phải nghe ta về nhà mẹ đẻ mà lấy chồng khác đi, có được không? Em đi lấy thuốc cho chàng nha. Thank you.
chàng ơi, chàng dậy uống thuốc đi. Để em đỡ chàng. Đừng đụng vô người ta. Chàng à, để ta em... đã nói là đừng đụng vô người ta mà. Nàng nghe đi, ta đang mệt, ta muốn nằm. Hay là chàng nằm nghỉ đi, rồi em đọc sách cho chàng nghe. Mà sao chàng không tranh thủ lúc này nè, mà dù kinh đấu sử, tới khi hết bệnh rồi ra ứng thí. Biết đâu ông trời dành cho chàng thời gian này để chuẩn bị cho chàng một tương lai sáng lạng. Thôi đi, nàng đã ngạo ta đó sao? Thiếp nói thiệt mà, thiếp vẫn tin sẽ có ngày chàng khỏi bệnh. Vợ chồng mình kẻ quay tơ, người đọc sách, rồi vợ chồng mình có những đứa con ngoan, rồi chàng thi đậu vinh quy bái tổ về làng để mẹ con thiếp ra đón. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thôi, nàng đi ra ngoài đi. Hay là để em chạy ra chợ kiếm cái gì đó ngon ngon về tẩm bổ cho chàng nghe. Khi mình đọc thư này, tôi đã đi xa. Tôi xin mình đừng kiếm tôi. Mình ơi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ, nên sẽ không quay về. Tôi xin mình hãy bỏ qua cho tôi vì mọi cáo gắt, mệt nhọc, khó chịu mà tôi đã gây ra cho mình. Trong thâm tâm, tôi thấy có lỗi với mình, muốn làm cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc tôi chỉ làm gánh nặng cho mình. Mình còn trẻ đẹp, tương lai còn dài, mình đừng vì tôi mà phí cuộc đời. Mình hãy kiếm một người tốt mà đi bước nữa, đừng lo cho tôi và cũng đừng dằn vặt nữa. Mình khổ vì tôi suốt mấy năm nay đủ rồi. Mẹ tới hơi nào vậy? Coi con kìa, không còn ra hồn người nữa. Mẹ đọc thư nó rồi. Thôi thì chồng con nó còn thương con, nó mở đường cho con đi bước nữa. Nó đã biết nghĩ cho con như vậy thì thôi, về với mẹ đi. Không, con không đi đâu hết. Chắc chắn
con sẽ tìm được chồng con trở về. Giữ người muốn ở chứ sao giữ được người muốn đi. Có kiếm được nó cũng không về. Ta đã nói như vậy rồi mà. Đi, nghe mẹ, về với mẹ đi. Con không đi đâu hết đó. Con sẽ sửa soạn đồ đạc. Chuyến này con phải đi xa mới mong gặp được chồng của con. Nhưng nếu gặp rồi mà nó vẫn nhất định không chịu về thì con tính sao? Chỉ cần gặp được chàng, con sẽ thuyết phục được chàng về mà mẹ. Cho tôi hỏi có ai đi đò mặt dáng người cao cao, mặt bị lỡ lét không anh? Không, tôi không biết cô ơi. Hình như là người đó chưa từng qua đò này. Cô có qua đò không? Dạ không. Cảm ơn anh. Ừ. Cô Dì ơi, cô có sao không vậy? Tôi khát nước quá. Nè, cô có đói bụng không? Cô ăn đỡ đi. Thấy cô khỏe lại rồi đó. Không sao đâu, cô cứ tự nhiên đi. Lúc nãy tôi cứ tưởng là tôi phải bế cô lên vai để vác đi rồi chứ. Tôi thất lễ quá. Mà anh là ai vậy? Tôi du ngoạn sơn thủy thời gian, trên đường về quê. Còn cô, thân gái dặm trường, chắc chắn là phải có chuyện chi gấp lắm đúng không? Chẳng giấu gì anh, tôi đi tìm chồng. Chồng tôi là học trò đang văn ôn võ luyện, tự nhiên bị bệnh phong. Bao nhiêu thầy thuốc đều bó tay. Chàng sợ tôi khổ nên bỏ nhà đi. Nhưng tôi quyết tìm chàng về. Đã mấy mùa trăng rồi mà vẫn bóng chim tăm cá. Bệnh phong thì quả thật là bệnh nan y rồi. Chồng tôi là trượng phu quân tử, bởi vậy dù bệnh tật nặng đến mức nào, tôi cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng tới đầu bạc răng long. Gặp người vợ như nàng, anh nhà cũng thật là may mắn. Hả? Nghe chuyện cô nói tự nhiên tôi nhớ. Sao? Anh có tình cờ gặp chồng tôi? Chồng tôi dáng người cao ráo nhưng mà bị bệnh, mặt bị lở loét. Anh có thấy không? Tôi có nghe một người bị bệnh cùi, nhưng mà là tin xấu. Tin xấu? Hôm qua tôi đi ngang qua một bến đò, tôi nghe người ta kháo nhau rằng là dớt được một xác người mà người đó bị bệnh cùi. Có vẻ là chán đời rồi nghỉ quẩn. Nhưng mà tôi chỉ nghe thôi, không thấy tận mắt. Biết đâu không phải là anh nhà thì sao? Chỗ nào vậy?
anh chỉ tôi đi liền đi anh. Cô đi hả? Nhưng mà xa lắm, cô đi một mình như vậy không nên đâu. Dù tiên giới hay địa phủ tôi dẫn đi, anh làm ơn chỉ đường cho tôi đi. Được, vậy tôi đi cùng cô. Thôi, không cần đâu, anh còn phải về nhà nữa. Nhà thì còn đó, cha mẹ tôi mất sớm rồi, ở nhà cũng không có người đợi, dỗ dàng gì. Cô đi với tôi. Đa tạ anh, đa tạ. À, tôi nhớ ra rồi, anh ta bị cùi, chắc trạc tuổi anh này á. Mình mẩy ảnh lỡ lói thấy ghê, cứ ngồi nhìn xuống sông á, nước mắt ngắn dài. Rồi tự nhiên ổng nhảy xuống sông, tôi trở tay không có kịp. Anh ơi, khi mà hai người nói chuyện á, anh ta có nói với anh là gia cảnh của anh ra sao không? Trước đó có nói là ảnh có vợ rồi, mà con thì chưa có. Chắc ảnh sợ vợ khổ quá nên nhảy xuống sông quyên sinh. Nàng ơi, nàng ơi. Cô, nàng ơi, sao cô? Nàng ơi, nàng. Mong là cô ấy khỏe lại và nguôi ngoai. Bây giờ thì con phải về rồi. Tiếc quá. Vậy cậu chờ cho một lát nha, tôi vô sửa soạn chút lương khô. Đường đi xa quá, coi như là chút lòng của mẹ con tôi, cậu nhận đi cho em nó yên lòng. Dạ, nếu vậy thì cậu cũng không khách sáo. Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cái xác đã bị đốt rồi để trừ mầm bệnh. Hơn nữa ta cũng chưa thấy mặt anh ta, biết đâu đó không phải anh nhà thì sao? Cảm ơn anh, phiền anh nhiều quá, mà không biết lấy gì đền đáp. Nàng lo cho sức khỏe của mình đi, đừng để bệnh nặng. Khỏe lại đi, rồi có sức đi tìm anh ta. Tôi về tôi thu xếp việc nhà, nếu có dịp tôi tới tôi thăm nàng. Mẹ con tôi đội ơn cậu, có dịp mong cậu quay lại chơi. Dạ nhất định rồi, con đã tạ bác. Chào cô, con xin phép. Cậu đi đường bảo trọng nha. Dạ, bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Chưa bác con đi. Con về rồi đó hả? Có hỏi thăm gì được không? Thấy chưa, mẹ nói có sai đâu. Người ta đã nói rõ ràng là người chết có vợ, chưa con, trạc tuổi đó mà. Có lẽ là thật. Con có quay lại đó hỏi thêm, người ta nói trong tư trang có cái nghiêng. Cái nghiêng đó là con mua cho chàng. Thôi, con vô rửa mặt nghỉ ngơi đi, nhà có khách đó. Ủa, ai vậy mẹ? Dạ, con chào bác. Trinh, nàng mới về hả? Nhà dột hết trơn à, mà mùa mưa tới rồi. Mai làm sao á, cậu Tân tới chơi đúng lúc. Ai ngờ thư sinh vậy đó mà lập nhà còn khéo hơn thợ nữa. Bác quá khen con rồi. Nàng mới về có mệt không? Vô nhà nghỉ ngơi đi. Thôi, lâu ngày không gặp, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái nha, để mẹ vô làm cơm. Dạ. Mời anh ngồi. Tôi tới thăm đường đột như vậy, không biết là có làm nàng khó chịu hay không. Nhưng tôi thực sự muốn quay lại để gặp nàng. Anh là ân nhân của vợ chồng tôi, sao tôi lại khó chịu? Tôi cảm ơn anh giúp mẹ tôi lợp nhà, nhưng có lẽ sau này anh đừng có đến đây nữa. Vậy mà tôi cứ ngỡ nàng cũng mong gặp lại tôi chứ. Thật lòng tôi rất biết ơn anh, có anh lui tới mẹ tôi cũng vui. Nhưng vì tôi đã quyết để tang 3 năm, nhà bà quá đang thủ tiết thờ chồng, đàn ông tới lui, tôi e miệng đời dị nghị. Tôi cũng định từ giả nàng đi lai kinh ứng thí, nếu như không đậu tôi quyết sẽ không quay lại gặp nàng. Vậy là tôi sẽ có 3 năm để lo sự nghiệp. Vậy sau 3 năm đó thì sao? Đoàn tang cho trọn nghĩa với chồng, rồi sau đó
nàng có bằng lòng kết duyên với ta không? Nàng chưa cần nói ngay đâu, 3 năm sau trả lời ta cũng chưa muộn. Ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Nhưng à, Tân à, bộ con tính đi luôn sao? Ở lại ăn bữa cơm cái đã. Dạ, con phải về để sửa soạn hành lý cho kịp lên kinh ứng thí. Hẹn gặp lại bác với nàng. Con xin phép con đi. Thưa bác con đi. Trời ơi, nè, con làm sao vậy hả? Nói làm sao cho người ta bỏ đi luôn rồi? Bộ con tưởng dễ tìm được người như vậy lắm hay sao? Mẹ, lúc này con đâu còn tâm trí đi nghĩ tới chuyện đó hả mẹ? Thôi được rồi, mẹ hẹn cho con 3 năm. Xã tang xong á, mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho con với thằng Tân thành vợ thành chồng. Đàn bà có thì, đừng có tưởng con còn trẻ mãi. Mình ơi, vậy là đã tròn 3 năm em để tang cho mình. Nếu quả thật người trầm mình năm đó là chàng, em mong chàng sẽ được siêu thoát. Nhưng em vẫn mong đó là sự nhầm lẫn. Ước gì chàng vẫn còn sống để vợ chồng mình đoàn tụ. Trinh, con coi ai tới nhà mình nè. Nàng có khỏe không? Ta đã giữ đúng lời hứa với nàng. Xin phép báo cho bác và nàng một tin vui. Con đã đậu tiến sĩ tân khoa và được bổ nhiệm về làm án sát tại An Xá. Nhưng đã nói trước đó 3 năm, hôm nay con về đây để xin phép bác để cho con cưới Trinh về làm chính thất. Được được, mọi chuyện á mẹ đã sắp xếp xong hết rồi, chỉ chờ tụi con làm lễ rồi con rước vợ con đi luôn thể. Dạ. Nè, đứng dậy nha. Nè con đó nha, con làm mẹ mệt rồi kìa. Sao mà em không kêu người nhà ổng đi? Thiếp muốn chơi với con một lát. À, phát chuẩn lần này còn đông hơn lần trước. Người ta kéo tới lũ lượt cũng tội. Hết hạn hán lại mất mùa. Nàng đó, nàng cứ buông việc này bắt việc nọ, có chịu ngồi yên lúc nào đâu mà thảnh thơi chứ. Chết rồi, nói mới nhớ, thiếp quên dặn mấy đứa gia đình mua thêm gạo. Gạo ở trong kho chỉ đủ phát cho hôm nay và ngày mai thôi. Bây giờ thiếp phải qua đình coi tụi nó làm như thế nào nha. Ừ, nàng đi về sớm nha. Của ông nè. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Trời ơi, anh kia, tách ra ngoài đi. Trời ơi, cùi hủi lấy người ta chết. Có về chút nữa tôi phải thêm chút đỉnh cho. Tránh ra đi. Dạ, em cảm ơn. Anh ơi, anh, cho tôi xin ít tiền được không anh? Trời ơi, tiền gì? Anh cho tôi xin ít tiền được không anh? Cảm ơn cô. Anh không có nghe tôi nói sao? Ở đây chỉ phát gạo thôi chứ không có phát tiền. Nhưng mà tôi cừu hủi như vậy đâu có nấu nướng được gì. Anh cho tôi xin ít đồng mua gì bỏ bụng đi. Trời ơi, cái anh này tôi đã nói rồi mà. Anh lôi thôi quá. Anh làm ơn cho tôi xin ít đồng. Trời ơi, đã nói là không có rồi mà cái anh này. Thôi đi đi, muốn xin tiền á thì đi chỗ khác mà xin. Nhanh nhanh đi. Cảm ơn cô. Gia đình. Dạ, dạ thưa bà, có chuyện gì vậy? Ngày mai người kêu người kia quay lại nhận gạo nghe chưa? Cái thằng cùi hồi nãy hả bà? Đúng rồi.
Ngươi cầm cái này đưa cho ổng. Đừng có nói là tao đưa nghe chưa. Ngươi nói là ngày mai giờ mão quay lại đây. Bà nói sao, đưa cho cái tin cùi hồi nãy hả? Ừ, lẹ đi. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Mình. Chàng. À, lúc chiều chàng có đi ngang qua chỗ phát chuẩn không? Không. Ủa, ta nghĩ là đã có mình ngoài đó chứ. Sao, có chuyện gì? Không có gì. Tốt lắm, mọi thứ ổn lắm. Có điều thiếp gặp một người rất tội. Ai mà nàng không thấy tội đâu. Sao, tội điều gì? Kể cho ta nghe coi. Tội như thế nào? Có một người cùi tự xưng là học trò, rất giỏi văn chương. Một người cùi? Có khi nào là... Không, không phải. Thiếp nhìn rồi, không có phải. Rồi sao nữa? Nàng nói tiếp đi. Thiếp muốn nói là hay chàng gặp thử. Nếu quả là người tài giỏi thì chàng giúp người ta. Được, ta sẽ gặp. Ta hứa. Thiếp có dặn là ngày mai giờ mão người đó quay lại. Giờ mão? Không phải nàng sẽ cùng đi với ta đi gặp luôn chứ? Dạ không, chàng gặp được rồi. Em cảm ơn chàng. Cảm ơn ta? Sao tự nhiên hôm nay nàng lại khách sáo với ta quá vậy? Dạ, thì thiếp nghĩ chuyện này cũng không cần thiết để hai vợ chồng mình gặp mà. Ta đâu có nói chuyện đó đâu. Coi kìa, tại sao nàng lại lúng túng quá vậy? Ta giỡn một chút đó mà. Ta hiểu lòng nàng, ta sẽ làm theo lời nàng dặn, được chứ? Dạ bẩm, anh lính ngoài kia nói ngày có việc gặp tôi. Chẳng hay tôi đã làm gì không phải? Dạ bẩm quan. Ta thất lễ quá, mời ngồi. Anh xin. Dạ, sao sao quan biết tên cúng cơm của tôi? Ta... cái tên đó tôi cũng đã quên lâu rồi. Vậy anh đúng là anh sinh ở làng Ngô Xá, có vợ là nàng Trinh Thị đúng không? Vậy thưa quan, chẳng hay quan là ai mà tường tận gia cảnh nhà tôi như vậy? Tôi cũng là bạn đồng niên ở làng bên, nghe tiếng mến tài đã từ lâu lắm rồi, từ lúc anh chưa bị lâm trọng bệnh nữa. Thật sao? Tôi quả thật là may mắn giữa xứ người lại gặp người cùng quê. Anh ngồi đi rồi nói chuyện. Nhưng mà tôi bệnh tật nên không dám ngồi. Dạ tôi đứng được rồi thưa quan. Anh đừng có khách sáo mà, anh cứ ngồi đi. Dạ, dạ đa tạ quan. Anh uống trà đi. Dạ đa tạ quan. Tội quá, bao năm qua chắc lưu lạc tứ phương, nhìn anh ta tiều tụy quá. Vợ của mình thật tội, chắc là nàng cũng đau lòng lắm. Ta đã gặp người cùi. Anh tên là Sinh. Vậy hả? Quả nhiên anh là người tài mắt đọa, cho nên ta quyết định dựng cho anh một căn chòi sau vườn để tiện chăm sóc giúp đỡ, để lâu lâu đàm đạo văn chương.
Thiếp xin chàng gặp người ta cũng có ý xin chàng giúp, không ngờ chàng cũng rộng lòng giúp đỡ. Thiếp vui lắm. Phu nhân của ta mới là người có lòng. Ta hiểu nàng, đừng lo. À, mày tiện thể việc dựng nhà cửa cho sinh, nàng lo giúp ta được chứ? Dạ được. Ta cứ ngỡ nàng sẽ thoái thác vì muốn tránh cảnh khó xử. Ai ngờ, không lẽ nàng vốn là người trọng chữ trung trinh? Nàng thực sự muốn gì đây? Lạ thật, tại sao lại vô cớ tốt với một kẻ cùi hủi như ta? Suốt đời suốt kiếp này ta biết lấy gì đền ơn cho họ? Nè 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 nè, anh kia, trời ơi, anh kia, không được. Nè nè nè, nè nè, trời đất ơi, anh làm cái gì vậy? Dạ, tôi thấy khác. Với lại nhân tiện, tôi... Không có nhân tiện cái gì hết á, để xuống giùm tôi đi. Ai cho ông dùng cái nước này, hả? Ông uống cả cái dinh này phong cùi hết hay sao? Trời đất ơi, cùi hủi, lỡ lớn hết, chơi tí ghê quá. Đứng xa xa ra giùm tôi đi. Tôi, một lượt uống riêng, chứ đâu có uống chung đâu anh. Riêng cái gì? Không có được, đứng xa xa ra giùm tôi đi. Thì ghê quá trời với đất cả. Một viên cũng không. Cấm tiệt, anh lỡ lối gớm giết quá. Hoàng An không biết mắc cái gì mà rước anh về đây cho lây lan thiệt. Chắc tôi bỏ khỏi cái chỗ này, tôi đi làm chỗ khác quá. Tôi biết tôi bệnh tật, sao lại nợ nặng lời với người khốn khổ như vậy? Nặng lời hả? Tôi nói cho anh biết nha, từ cái ngày mà quan cho anh vô đây tới giờ á, biết bao nhiêu người bỏ làm gì anh rồi đó. Thôi mệt quá, đừng có uống nữa nha. Mình. Nhà của Sinh thế nào rồi? Dạ, em tính nói với mình là để em đào cái giếng gần nhà mới cất được không mình? Ý của nàng là nàng đào cái giếng cho Sinh xài riêng, để mọi người khỏi sợ bị lây đó hả? Dạ, chứ gia nhân đã bỏ đi mấy người rồi. Nàng nghĩ như vậy phải lắm. Ta đã giao cho nàng toàn quyền rồi. Nếu thấy như gì phải cứ làm thì nàng cứ làm đi, không cần phải hỏi ý ta đâu. Chàng tốt quá, cảm ơn chàng. Anh thấy sao? Giờ tôi đích thân coi thợ làm đó. Bây giờ có chỗ ăn chỗ ở rồi. Đồ ăn hàng ngày có người mang tới cho anh. Nếu như mà có cần gì á thì cứ nói với người nhà, hoặc là cứ nói thẳng với tôi là được. Thưa quan, quan với phu nhân hậu đãi người như tôi, làm tôi vừa cảm kích vừa thấy kỳ lạ. Mà thật là trùng hợp, phu nhân dường như biết tôi thích kiểu nhà này, rồi cây cối xung quanh. Chẳng hay tôi có thể gặp mặt phu nhân để cảm tạ chăng? Quá ra họ vẫn chưa gặp nhau sao? Không lẽ là giả bộ? Nhưng ngó vẻ ngơ ngác của anh ta thì khó mà nói dối. Dạ thưa quan, từ hôm tới đây tôi vẫn chưa được hân hạnh diện kiến phu nhân. Để ta bảo với nàng. Hơn nữa cùng chung một mái nhà mà, trước sau gì cũng gặp. À, có chuyện này. Vợ của ta có đào riêng cho anh một cái giếng đó, để khỏi chung đụng phiền phức với mọi người. Nhưng mà bây giờ thì không trúng mạch nước, phải đào lại. Anh ráng chờ nha. Dạ, không cần mất công vậy đâu quan. Chỉ cần cho tôi một cái vại để giữ mái hứng mưa là được rồi. Chẳng đáng là bao, anh đừng bận tâm. Xin đa tạ quan. Không lẽ nàng đợi xong xuôi nhà cho Sinh rồi mới nói thật cho ta biết hay sao? Dù chuyện gì xảy ra, ta cũng phải chuẩn bị tinh thần mà chấp nhận. Thank you.
Bao nhiêu năm đôi rách lang thang, tưởng đâu chết bờ chết bụi, ai ngờ lại có ngày này. Như là ta đã gặp Bồ Tát sống, còn lo cho ta đủ kinh sách, tha hồ mà ngâm ngợi nữa. Kỳ lạ, mấy ngày hôm nay đầu sông còn trơ đáy, vậy mà giờ nước dâng tận tay ta. Giếng của ta. Thật là sảng khoái. Ủa, hình như là ánh sáng. Chắc là anh Trăng thôi. Ta đã bị lóa mắt rồi chăng? Kỳ lạ thế. Anh ơi, rang cơm nè, lẹ đi tôi còn dọn nữa. Ông đứng xa ra, ông đứng gần tôi làm chi vậy? Chị đừng có sợ, tôi hết bị cùi rồi nè. Thiệt, chị coi nè, các vết ở tay, ở cổ, ở mặt đang dần biến mất. Tôi không biết là do uống đúng thuốc hay là tôi không biết được. Nè chị coi đi, đây nè. Sẽ thay qua coi. Nè chị ơi, chị ơi. Phu nhân ơi, phu nhân chuyện gì mà chị chạy như ma đuổi vậy? Cái ông cùi đó đó phu nhân. Ông cùi sao? Ông đâu có bị phong cùi gì đâu phu nhân. Chị nói sao? Hồi nãy á, con bưng đồ ăn vô, con thấy anh ta tay chân lành lặn, đâu có bị phong cùi gì đâu. Ông á, còn thấy con cái ổng giả bộ nói là tại uống đúng thuốc. Phu nhân thấy xạo không? Chính mắt chị thấy sao? Dạ chính mắt con thấy đó phu nhân. Thuốc ta sắc cho chàng chỉ là thuốc bổ, ân trời, không lẽ là do nước giếng? Phu nhân hả? Ủa, bộ phu nhân không tin lời con nói hả? Người lên thư phòng nói thủ thư xuống gặp chàng, mọi yêu cầu về sách vở của chàng đều phải đáp ứng. Dạ, con đi, thưa phu nhân đi.
Tưởng kiếp này tàn phế, coi như bỏ đi. Cũng nhờ ân nhân mà tôi được hồi sinh. Không ngờ lại có ngày lai kinh nương thí, thực hiện ước mơ ngày trước của tôi. Ơn này tôi xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng chỉ có một điều tôi còn thắc mắc. Không biết là tôi có làm chi thất lễ mà muốn chào phu nhân một câu cũng không cho giáp mặt. Giờ tôi vốn không quen giao tiếp, Quỳnh hãy bỏ qua cho. Nếu như có duyên, ắt sẽ có ngày gặp lại. Chúc Quỳnh lên đường bình an, danh đề bản hổ. Xin đa tạ Quỳnh. Dù đậu hay rớt, nhất định tôi sẽ quay lại. Quỳnh đệ lại cùng uống rượu thưởng trăng, hẹn ngày tương ngộ. Bái biệt Quỳnh. Thiếp có tội với chàng, đã không thủ tiết tới cùng, giờ mới thành ra gian dở. Giờ làm sao tương ngộ mà gọi xấu hổ với chàng. Sao chàng biết? Còn làm sao nữa, sinh bây giờ đã là quan tân khoa rồi, nàng phải ra thôi, đâu thể nào trốn tránh mãi được. Nàng đừng giấu ta nữa, ta biết tất cả rồi. Chàng, dẫu sao thì cũng phải đối mặt một lần. Chuyện năm xưa lỗi chẳng tại ai, ta cũng hiểu lòng nàng mà. Nàng là một người vợ hiền đoan chính nhất thế gian này mà. Chàng ra trước đi, thì phải chuẩn bị. Phải, ta ra trước đón sinh, nàng cũng phải nên ra liền đó. Chào Huynh. Xin chào Huynh. Giờ tôi đang sửa soạn, một lát nữa sẽ ra ngay, đảm bảo sẽ làm cho Huynh bất ngờ đó. Về được gặp lại Huynh giống như được về nhà vậy đó, cảm giác thoải mái lắm. Đã vậy còn được dành một điều bất ngờ, không biết là điều gì đây. Mời Huynh ngồi uống trà. Dạ. Thú thật với Huynh là tôi cũng chưa biết nói thế nào, chỉ mong là Huynh hiểu và trọng lòng tha thứ. Huynh nói gì tôi không hiểu gì hết. Ơn của Huynh và phu nhân tôi còn chưa trả được, sao lại nói chuyện tha thứ? Từ từ rồi Huynh sẽ hiểu thôi. Quan ơi. Dạ, dạ bẩm quan. Phu nhân. Phu nhân sao? Dạ, hồi nãy con vô dọn phòng thì thấy phu nhân để lại lá thư này. Phu nhân, có chuyện gì vậy Huynh? Phu nhân, phu nhân à, hiền thê, hiền thê à, hiền thê, hiền thê ơi, Trinh à, Trinh, Trinh, phu nhân cũng tên Trinh sao Huynh? Hiền thê ơi, Trinh à, Trinh à, hiền thê. Hiền thê ơi, Trinh, Trinh à, Trinh à, Trinh, Trinh à, nàng định làm gì vậy? Xuống đây đi. Thiếp không xứng đáng với cả hai người, xin hai chàng thứ lỗi. Trinh à, Trinh à, nàng nói gì vậy? Lỗi là tại ta, chính ta đã rời bỏ nàng. Ta đã gặp nàng trên đường, nhưng đã cố tình tránh mặt nàng, để nàng tìm kiếm cực khổ biết bao nhiêu năm ròng. Ta đã bịa chuyện người cùi tự tử, để nàng đi bước nữa. Anh cho tôi nhờ một chuyện được không anh? Chuyện gì? Anh có nhớ người phụ nữ lúc nãy hỏi thăm về người cùi không? Người đó có quen với anh hả? Dạ. Nếu cô ấy có quay lại hỏi thì nhờ anh nói giúp là người cùi đó đã quyên sinh ở khúc sông này rồi, đừng kiếm gì nữa mất công. Để tôi giúp cho. Dạ, đa tạ.
chính ta. Chính ta đã gây ra hoàn cảnh éo le này. Trinh, nàng đừng làm vậy mà Trinh. Hãy nghe ta, nghe ta Trinh à. Cho dù vậy, nhưng mà làm vợ không kiên tâm thủ tiết thờ chồng, chỉ có cái chết này mới rửa hết tội. Trinh à, Trinh à đừng mà. Nếu như trên đời này không có nàng thì làm sao mà ta sống được nữa chứ. Xin lỗi phu quân, thiếp vợ đây cũng không thể chuyên tâm hưởng phước bên chàng. Xin chàng hãy lo cho các con. Thiếp xin lỗi. Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à, Trinh à. Làm sao mà ta tìm được một người vợ tốt cho nàng được chứ. Nếu như trên đời này không sống được với nhau thì cũng chết đi, chúng ta sẽ đoàn tụ. Anh Tân, anh Tân, Trinh, anh Tân, Trinh ơi. Ta mất vợ, mất bạn, giờ sống cũng bằng thường. Đưa ra vậy, sống cùng sống, chết thì cùng chết. Hai người, chờ ta, chờ ta. Có giả thiết cho rằng do sự gắn bó sắt son và éo le của bộ ba này, Ngọc Hoàng cho họ hóa thành cái đầu rau, là một cách giải thích khác về sự chết ông Táo bà Táo vậy.